Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Em tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Huỳnh Ngọc Yến. Yến hôm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi. Hiện giờ Yến đang làm gì? Em là nhân viên kế toán. Rồi bạn Yến, bạn trai chúng ta tên gì đây? Xin mời. Chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ em tên Tuấn. Tuấn, bên kia bạn Yến. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 27 tuổi. 27. Bên kia 26. Bạn làm nghề gì? Dạ em làm kế toán. Kế toán, bên kia cũng kế toán. Nghĩa là hai người tính toán rất chi li. Tính toán về tiền bạc nhưng không biết tình yêu có tính toán hay không, ta chờ xem. Bạn làm kế toán bao nhiêu lâu rồi? Dạ năm nay là năm thứ ba. Tại sao bạn lại chọn nghề kế toán, thường kế toán để nữ chứ? Dạ thì lúc mà em ở dưới quê lên á, là em cũng không có định vô ngành kế toán. Ngành kế toán là do mẹ em với gia đình em á định hướng cho em. Tại vì nói ngoại hình em thì cũng nói chung là không có được khỏe mạnh như ta. Yếu không hả? Hồi ốm thôi chứ không yếu. Hồi xưa em mới ở dưới quê mới lên á, em rất thích cái máy lạnh, do đó được mát mẻ sạch sẽ đó. Cái em chọn vô đó. Quê bạn ở đâu? Dạ em ở An Giang. Rồi bây giờ bạn lên thành phố ở với ai? Dạ em sống một mình ở đây. Còn ở Yến, Yến thì sao? Gia đình em có bao nhiêu anh chị em? Nhà em thì còn hai anh trai, mà anh trai em đã có gia đình hết rồi chị. Nên ba má em cũng muốn em cưới chồng. Cưới chồng? Nhưng mà ba em không quy định. Quy định sao? Ba em thì thích chồng của em từ cầu Đà Nẵng đến cầu Cần Thơ thôi chị. Từ Đà Nẵng đến Cần Thơ thôi? Tại vì ba kêu hai anh trai đã rước dâu xa quá rồi, ba chị không có thấu. Giờ ba cũng con rể ba ở gần ba hơn chút. Mà quê em ở đâu? Dạ Buôn Ma Thuột. Bây giờ lấy chồng là về Buôn Ma Thuột ở phải không? Dạ không, em thích ở đây hơn. À, coi như là ở đây lâu lâu mới về Buôn Ma Thuột thăm ba mẹ thôi chứ gì. Dạ. Thế ưu điểm của em là gì? Tự nhận xét về bản thân mình. Em thấy em thẳng thắn, cũng vui vẻ. Em làm kế toán nên em phải tiết kiệm, chi ly chị. Nhưng mà được cái là em tính toán cũng khá giỏi. Em cũng thích nấu ăn nữa chị. Nấu ăn ngon không? Nói chung là có khi thành công, có khi thất bại chị. Đó có thể là những ưu điểm của em. Nhưng mà còn khuyết điểm của em, mình có biết được khuyết điểm của mình là gì không? Em hơi nóng tính, với lại lâu lâu em thấy em bảo thủ quá chị. Nóng đến cỡ nào lận? Ví dụ bây giờ hai bên mà bạn trai bạn gái mà trao đổi nhau mà không hợp ý nhau, thì cái sự nóng tính tột cùng của em là em sẽ làm gì? Nếu mà nóng quá có khi là em quăng đồ đạc lung tung hết luôn. Trời ơi, trời dữ nha, căng thẳng à. Mệt à. Cái vụ này hơi mệt à. Thôi bạn nam, bạn thấy sao? Tính tình vậy có hợp với mình không? Dạ hình như tính em với bạn đó rất là hợp nha. Ủa sao kỳ vậy? Dạ, vậy là hợp là cái nhà tan ben luôn rồi xong. Không, lúc mà em nóng thì em có khác hơn bạn bên kia tí là em không có quăng đồ đạc hay đập đồ gì hết. Nhưng mà bạn nó quăng thì bạn nghĩ sao? Em đi lượm. Ta nát cái chân lượm gì nữa. Ui, vô lượm lại. Lượm lại bán cho trai. Ba bạn kia đặt ra gì? Là giới hạn từ Quảng Ngãi hả? Từ Quảng Ngãi, Đà Nẵng cho tới cầu Cần Thơ. Bạn đã vượt quá xa cầu Cần Thơ rồi. À, không sao, tại vì gia đình em á, ba mẹ em thì cũng rất là dễ. Không có cần sau này phải làm dâu, làm con về tới An Giang. Tại vì em chọn cái ngành của em á, thì em cũng định hướng là em sẽ làm ở Sài Gòn và lập nghiệp ở Sài Gòn luôn. Cho nên là ba mẹ em cũng không có yêu cầu phải về quê hay là gì, dâu con gì hết. Nhưng mà bây giờ khi em nóng thì em làm gì? Hồi nãy chị chưa có nghe, em mới đi lụm thôi. Bây giờ nếu mà em nóng thì em làm cái gì? Dạ thì em cũng giống bạn nữ bên đó là cũng hơi lớn tiếng này kia thôi. Nhưng mà nếu mà hai người cùng nóng thì thôi, em lúc nào em cũng nhường bạn gái em hết. Em có khi nào em quýnh bạn trai em chưa? Hỏi thiệt nha, trả lời thiệt bụng mà. Em chưa có bạn trai mà chị. Chưa có bạn trai? Dạ. Thì chứ hồi đó giờ mỗi lần nóng tính là nóng với ai? Đập đồ đập đạc là đập với ai? Em nóng với bạn em chị. Bên kia người ta chưa có bạn trai. Bạn mấy mối tình? Dạ chỉ có một thôi. Một mối tình, lâu chưa? Dạ cũng 5 năm rồi. Yêu nhau mấy năm thì chia tay? Khoảng 4 năm mấy chứ chưa được 5 năm. 4 năm mấy, 5 năm là một mối tình rất là dài. Nhưng tại sao chia tay? Bên gia đình bạn gái em á thì nói chung là không có thiện cảm với em. Nhìn ngoại hình em á, chị đánh giá ngoại hình em là không có thiện cảm. Rồi từ đó ngăn cấm không cho hai người tới với nhau. Ủa mà cái ngoại hình em sao mà không có thiện cảm với người lớn vậy? Dạ ai nhìn vô cũng nó ốm hết trơn chị ơi. Ốm nhưng mà có duyên lắm, nhìn cũng đẹp trai, bảnh trai lắm. Bây giờ Yến nè, bây giờ cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình? Dối trá, với lại dối trá. Đứng núi này trong núi nọ chị.
Không, chị nghĩ bạn mới nói không có dối trá đâu, nãy giờ ngồi khai thiệt với anh Linh nghe bộ cũ hết trơn rồi. Không có dối trá đâu ha. Tiêu chuẩn của em về người bạn đời là như thế nào? À, nếu mà về ngoại hình á, có cái gương mặt dễ nhìn, hơi baby chút vậy á. Nói chung là dễ nhìn, tươi tươi chút, tại gia đình em buôn bán á, nên mẹ em thích dâu sau này mặt tươi tươi chút vậy anh. Để ra bán hàng. Không phải ra bán hàng mà cũng như là may mắn vậy mà. À, tức là mặt mà buồn quá bán không được đúng không? Dạ, dưới quê người ta phải như vậy. Vậy là chọn vợ để mẹ em buôn bán chứ phải chọn vợ cho em. Em cũng vậy, em cũng thích mẫu người có gương mặt baby hay là dễ thương dễ nhìn. Dáng dấp thì bình thường cao khoảng từ thấp cỡ cỡ em xuống thôi chứ đừng cao quá. Em là cỡ nhiêu? Em 1m65 á. Rồi, nay 1m56. Xứng đôi. Rồi tính tình thì nói chung là vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Thích nói đùa, nói chuyện lanh nhưng mà đừng lanh chanh, em không thích lanh chanh. Thôi, đủ rồi. Ông xấu quá, ông nhom nhách mà nãy giờ ông đưa yêu cầu nhiều quá. Ủa ghê, tôi coi cái đã. Sao? Dạ. Ăn nhiều chút nha. Dạ, cũng ăn, không biết sao đó không ạ. Dạ. Chắc là ăn rồi lo đi chơi không chứ gì mới không? Có, lo đi làm chứ đi học chị, em lo đi làm. Học gì nữa? Dạ, em mới kết thúc đây thôi, bữa tối em đi học đại học á chị. Ban ngày em đi làm, bữa tối em đi học. À, cũng được. Rồi bên đây thì cũng tươi lắm đó, chắc là về cũng phụ mẹ em bán hàng được. Nha, chúc em may mắn. Nhưng mà chị thấy hơi ốm ha, phải cố gắng ăn nhiều chút xíu nha. À, mai mốt có đi gặp bạn gái thì giờ có yêu cầu của mẹ để trong bụng, từ từ nói. Ngày đầu tiên đưa ra là xong đem yêu. Em thật thà lắm chị ơi, ai hỏi sao em nói vậy. Ờ, thật thà. Thật tình, người miền Tây thật tình mà em. Miền Tây không? Ừ, An Giang mà. Miền Tây đúng không em? Thiệt tình có gì đâu. Rồi bây giờ anh sẽ coi mắt giùm em như thế nào nha. Coi được hôm qua báo cáo liền. Baby không? Chưa. Cái này cái tiêu chuẩn mà baby thì như chưa hợp lắm. Chưa hợp. À ha, nhưng mà dễ thương. Tươi không? Rất là tươi, cười rất bán là tươi, rất là không? Duyên, tóc dài. Bán hàng được không? Hả? Bán hàng được không? Bán hàng được, này bán hàng ngon à. Kế toán đúng là dáng kế toán. Rồi, quan trọng là cái sự cảm nhận và cái duyên của hai người duyên, thôi. Cái duyên của hai người. Chúng ta sẽ gặp gỡ nhau trong vòng 2 phút và các bạn sẽ bấm nút để đồng ý hẹn hò hay không. Xin mời, màn kéo lên. Bờ vai xương sầu. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Em chào anh. Chào em. Em tên gì anh quên mất rồi. Em tên Yến. À, có một sự trùng hợp nữa tại bạn anh hồi trước cũng tên Yến. Cái gì vậy, gì mà so sánh gì kỳ lạ. Ông đi cua gái mà nhắc bạn gái cũ. Trời. Em có về An Giang chơi lần nào chưa? Dạ chưa. Có em... thích ăn khô cá chứ không? Em thích ăn thịt không khô cá thôi. À, nhìn anh tưởng nó thích khô chứ anh nhìn giống khô rồi đó. Em cũng... về ăn cũng được. Nói chuyện này, chuyện khô cá không đây vậy? Vậy là anh quyết định sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, phải không anh? Đúng rồi. Anh lên Buôn Ma Thuột chơi bao giờ chưa? Chưa có đi ở vùng ngoài, chỉ đi mới Phan Thiết đảo lại. Mình lên núi chơi mới vui. Anh cũng hy vọng có một dịp nào lên đó chơi. Dạ. 10 giây cuối cùng. Nói chung là anh nhìn em là baby. Mời hai bạn đặt tay vào nút. Nếu chúng ta nhấn nút có nghĩa là chúng ta đồng ý hẹn hò. Và không đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ không nhấn nút. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3. Tôi thấy rằng chàng trai vừa đến xong bấm ngay. Còn bạn nữ, tại sao bạn lại nhấn sau bạn nam một vài giây? Em đang lựa chọn. Có ai đây đâu lựa chọn. Vậy lựa chọn giữa... Giữa chọn và không chọn. Dạ. Nếu như còn một chút xíu nữa bạn nhấn không kịp thì bạn có tiếc không? Dạ tiếc. Tiếc. Như chúc mừng bạn đã nhấn kịp, chúc mừng hai bạn.